Nếu một ngày Free Fire sập, sĩ kẹo sẽ làm gì? Thì đây nó là một cái câu hỏi mà nói thật với anh em luôn là mình cũng không biết là mình sẽ làm gì nữa. Sự thật thì mình đã gắn bó với game Free Fire hơn 2 năm rồi. Mình bắt đầu chơi Free Fire từ phiên bản đó là OBT2. Và lúc đó thì cũng chính là lúc mình làm YouTube với nhau mọi người. Được rất là nhiều anh em ủng hộ, mình cảm ơn anh em vì điều đó. Với cái viễn cảnh này, thật sự là mình không muốn rằng là có một ngày nào đó Free Fire sẽ sập anh em. Bởi vì là mình luôn mong muốn mỗi ngày được chơi game Free Fire. Nó là một cái đam mê của mình rồi anh em ơi. Đam mê chơi game Free Fire mỗi ngày, làm video cho anh em xem và trở thành một YouTuber nổi tiếng. Phải nói là đến cái ngày tồi tệ ấy, khi mà không còn Free Fire nữa thì cuộc sống của mình sẽ thế nào? Có thể là một cuộc sống bình dị, tức là mình sẽ không làm YouTuber nữa này. Đó, và các bạn thấy không, một cuộc sống sinh hoạt bình thường, tối thì không livestream game cho anh em, mình không biết là vào lúc đó thì mình sẽ làm gì nữa. Kiểu như là cuộc sống nó trở nên trống rỗng. Uầy, nghĩ đến thôi thì mình cũng thấy rằng là tự nhiên là bao nhiêu cái mệt mỏi trong cuộc sống anh em. Kiểu như là chúng ta đã quen với một cái thứ gì đó quá lâu rồi. Chơi game Free Fire hơn 2 năm rồi. Mình chơi game mỗi ngày. Mỗi ngày thì mình dành thời gian ra chơi game Free Fire. Nó tầm khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Tuy rằng thì cái số lượng hàng ngày mình chơi game Free Fire nó không nhiều, cái thời gian chơi không nhiều. Nhưng mà 2 năm, anh em thử lấy 1 năm 365 ngày, các bạn nhân với 3 đến 4 tiếng một ngày xem. Phải nói rằng là cái quỹ thời gian của mình thì nó chia đều cho game. Đơn giản thì tối nào cũng livestream cho anh em xem mà. Đấy, nếu mà mình suy nghĩ rằng là bây giờ game Free Fire đến một cái lúc nào đấy, game Free Fire không còn nữa, kiểu như là game Free Fire đóng cửa, thì mình sẽ phải làm gì đây? Có thể thì nếu mà nghĩ theo hướng tích cực thì mình vẫn sẽ làm YouTuber. Nhưng mà không biết rằng là mình sẽ làm về game gì đây? Hay là mình sẽ làm vlog? Hay là sẽ như thế nào? Và không biết là còn được anh em ủng hộ nữa hay không? Uầy, thật sự rằng là mình không dám nghĩ đến. Nghĩ đến cái ngày mà tự nhiên game Free Fire của chúng ta không còn nữa. Các bạn biết không, khi mà chơi game Free Fire đó, mình thì là một cái người phải nói là hầu như là cái quỹ thời gian của mình là cả ngày mình chỉ ở nhà. Nói chung thì chơi game này, nằm xem phim này. Và hầu như là những người bạn của mình là mình quen qua game này, quen qua những cái cộng đồng trên mạng là chủ yếu. Bởi vì là mình không phải là một con người kiểu như là thoáng mà hay ra ngoài đi chơi hay là như nào đấy. Hầu như là mình thích cái cuộc sống kiểu khi mà bình thường thì mình đơn độc. Còn khi mà trên YouTube thì mình sống như kiểu là một con mãnh thú vậy anh em ơi. Tức là thỏa sức, có thể là mình có thể làm bất cứ những điều gì mình muốn này. Mình làm video, mình kể lể với anh em thế này thế kia, rồi là mình tâm sự với các bạn. Uầy, tự nhiên cuộc sống nó muôn màu hơn hẳn. Và mình thấy rằng là mình thích như vậy. Và các bạn biết không, lý do mà tại sao mình toàn chơi game solo, đơn giản là thi thoảng thì mình có chơi team thôi. Chơi team thì nó giúp các bạn giao lưu, gặp gỡ và gắn kết tình bạn hơn. Còn đối với mình thì bây giờ là mình thấy rằng là mình không thích chơi team cho lắm. Ngày trước thì khi mà học, khi mà còn là sinh viên thì mình đã từng có một team chơi game rất là vui vẻ với nhau. Đó là SK Team. Chắc là anh em theo dõi mình lâu thì các bạn cũng đã biết, gồm có Tây Dũng Hoàng Bi và một số người bạn ở ký túc xá nữa. Ngày đó thì khi mà chúng mình chơi game chung với nhau thì toàn là những cái điện thoại cùi bắp thôi. Sinh viên mà làm gì có tiền. Dù là chơi game Free Fire nó rất lag, nhưng mà phải nói rằng là anh em chơi game trực tiếp với nhau nó rất là vui vẻ. Không phải là cái mô hình những cái quán cà phê game như bây giờ, mà là bọn mình chỉ là đứa ở trên giường tầng trên, đứa ở giường dưới, tức là ngồi trong phòng quây quần chơi game Free Fire với nhau. Kiểu như là nó có một cái không khí rất là vui mà đến bây giờ thì mình không thể nào mình có lại được nữa. Và mình thấy rằng là cái quãng thời gian sinh viên
là quãng thời gian phải nói là tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì là mình đã có những cái người bạn như vậy. Mình đã thấy rằng là game nó mang cho mình nhiều niềm vui đến như vậy. Và chính cái lúc đó đã thôi thúc mình để trở thành một YouTuber, để trở thành một streamer anh em ơi. Và đến hôm nay thì tôi có thể ngồi đây để nói với các bạn rằng là ê, game Free Fire nó là một cái game truyền cảm hứng cho mình. Lý do tại sao mà không phải mình lại lựa chọn game Free Fire là cái game mà mình muốn tham gia. Mình muốn là sẽ sống với game Free Fire. Trước kia thì cái lúc mình mới bắt đầu làm Free Fire nó rất là sơ khai và nó chẳng có gì cả anh em ơi. Hầu như là chỉ là một cái game nó vô cùng bình thường. Và hồi ấy thì game nổi nhất là Liên Quân Mobile. Đó. Thì cơ bản là mình thích chơi game Free Fire và mình mong muốn rằng là mỗi ngày sẽ được làm clip Free Fire, sẽ chơi game và sẽ truyền cảm hứng cho anh em. Và mong muốn rằng là các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái đam mê khi mà các bạn chơi game Free Fire giống như mình vậy. Anh em tìm thấy được cái niềm vui qua mỗi cái trận đấu đua, qua mỗi trận đấu squad, hoặc là các bạn muốn thể hiện mình trong những cái trận đấu solo cân cả thế giới, thì game Free Fire nó đã mang cho mình nhiều cái cảm xúc như vậy. Và không biết là Free Fire anh em bắt đầu từ đâu, tức là ai đã giới thiệu cho anh em, hay là các bạn tự tìm hiểu, hay là như nào đấy, thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video nhá, để chúng ta có thể là kết bạn làm quen nè. Cũng như là nếu như mà các bạn có câu hỏi gì thì anh em có thể là comment và mình sẽ đọc câu hỏi của anh em. Ok, những cái lúc mình rảnh tay thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Và nếu như mà anh em yêu quý kẹo thì các bạn có thể là nhấn nút like và các bạn chia sẻ video hộ mình được không ạ? Dạo này thì tương tác trên kênh của mình hơi kém và nói chung thì mình không có dành hết thời gian cho game được nữa, mà thay vào đó là phải lo cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền anh em. Tức là càng lớn thì các bạn sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn, càng phải lo nghĩ nhiều hơn. Và mình biết rằng là game Free Fire này có rất nhiều bạn trẻ, các bạn chơi game Free Fire chủ yếu là cấp 2, cấp 3 này. Như vậy thì anh em hãy tận hưởng cái quãng thời gian đó đi. Phải nói rằng là sau này có thể là anh em sẽ không còn niềm vui khi mà các bạn chơi game nhiều đến như vậy đâu. Bởi vì là cái ngày xưa ấy, cái lúc mà mình còn đi học ấy, thật sự rằng là các bạn ơi, tức là những cái hôm mà được nghỉ học thứ bảy chủ nhật ở nhà chơi game với bạn bè thì phải nói là wow, thật là đã luôn anh em ơi, thật là thích luôn và không điều gì có thể bằng được nữa. Ngày trước thì mình cũng đã có những người bạn cùng ký túc xá như vậy. Nhưng sau này có thể là các bạn có những cái điện thoại nó xịn hơn này, các bạn có nhiều thời gian hơn, nhưng mà chắc gì các bạn đã chơi game chung với nhau. Vì thế nên là anh em hãy tận hưởng những cái quãng thời gian mà các bạn có thể là chơi game cùng bạn bè đi. Thật sự là nó rất là vui luôn. Và đến bây giờ mình mong muốn nhiều khi là có thể là gọi điện cho mấy đứa bạn vào chơi game, nhưng mà cái cảm xúc chơi nó không còn được vui như trước nữa. Cũng như là hầu như thì ai cũng có công việc riêng, thế nên là mọi người thì cũng không chơi game với nhau nhiều, có khi là cả năm. Đó, cả năm mới có được một trận game chung với nhau, hoặc là không chơi chung nữa. Thì mình rất buồn vì cái điều đó. Ai... Làm YouTuber hơn 2 năm rồi. Thật sự rằng là trong cuộc sống thì luôn có nhiều thứ làm mình mệt mỏi. Nhưng mà mỗi khi mà tìm đến game thì mình cảm thấy như là bao nhiêu cảm xúc vui tươi các thứ. Và thật sự là mình khá là thích chơi game Free Fire anh em ơi. Mỗi ngày thì đều dành ra thời gian vài tiếng để chơi game. Tuy rằng là không phải là nghiện game, chơi game mà ham đến mức nghiện game, nhưng mà nó là một phần trong cuộc sống của mình. Và nó giống như kiểu là một ngày thì anh em ăn 3 bữa cơm, thì ngày là kẹo chơi game Free Fire 3 tiếng. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Một ngày thì các bạn dành bao nhiêu thời gian chơi game Free Fire nhỉ? Anh em có thể là comment ngay bên dưới video này nhá. Hello anh em, hôm nay thì tâm sự với anh em như thế cũng hơi nhiều rồi phải không nào? Đã đến lúc chúng ta leo rank nghiêm túc rồi mọi người. Hello, ở đây thì có ai không nhỉ? Và trong trận đấu ngày hôm nay thì kẹo đã tàn sát được 7 thanh niên rồi. Số lượng người chơi còn lại trong vài đấu này của chúng ta đó là 6 người chơi nữa thôi. Ui, phát này kẹo là xe ngu quá anh em ơi.
Mắc kẹt xe mất tiêu rồi chơi game gì nữa hả? Lên trên cái coi. Chuyện này của ai không vậy? Chuyện này thì kẹo chưa thấy ai cả nhá. Thế nên là anh em ơi bình tĩnh thôi nào. Qua đây và kiếm người thôi nhá. Vâng, và mình đang sở hữu combo súng đó là AK với lại đây là một cây ốp nha anh em ơi. Với cây súng AWM các bạn có thể gọi là ốp này, các bạn có thể gọi là A-Dub này. Một cây súng mà có nhiều tên gọi nhất trong game Free Fire luôn. Ok, ui vãi. Cái này là Z-Zone các bạn ơi. Mình ngồi tạm trong này nha. Ngồi tạm trong này né bom thôi. Không là ra ngoài sớm khả năng cao xanh mộ đấy anh em ơi. Vâng. Ui, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ui, hôm nay kiểu bom rơi lâu quá anh em nhở. Đấy, mãi chưa xong luôn vãi hàng. Tính dọa tôi đấy hả? Ra ngoài thôi anh em. Các bạn thì kẹo cũng muốn an toàn thôi. Chứ còn là nếu mà mình ngáo ngáo, mình chạy ra ngoài ngay cái vùng đỏ thế, khả năng cao bom rơi đai thì lại đừng buồn luôn, phải không nào anh em? Ok, 5 người chơi nữa, hóng thôi. Và các bạn ơi, các bạn có hóng là ngày hôm nay thì kẹo sẽ lấy được top 1 không nhở? Ten ten. 5 người chơi. Và check thính coi. Ok, là một cây súng M79. Mình là mình đang xài A-Dub, thế nên là cũng không cầm M79 làm gì cả. Cầm AK thì nó là một cái cây súng nó cơ động hơn. Chứ cầm M79 thì pha này rất là khó chơi đối với kẹo. Ok anh em. Uầy, và bo đang thu lại rồi nhá. Chỉ một chút xíu nữa thôi anh em ơi, thì vòng bo của chúng ta sẽ thu lại nhỏ hơn và... Uầy, bắn hơi ngu anh em. Nhưng mà không sao, thanh niên kia thì vẫn lên bảng điểm số như bình thường. Chúng ta có được 8 kill. Ấy, hóng thôi. 4 nữa thôi. Và cơ hội chiến thắng lúc này của mình đã lên đến đó là 20% rồi. Phải nói là cơ hội chiến thắng cực kỳ là cao rồi đúng không anh em? Uầy, bo đang rất nhỏ. Tổng cả mình vẫn còn là 5 người chơi, phải nói là vô cùng căng thẳng. Và căn nhà bên kia hình như là có người. Tầm này mình qua là khá là bất lợi nên là kẹo không qua. Ok. Chơi game thì thi thoải anh em ơi, chúng ta phải chơi game có chiến thuật tí đấy. Không cứ khô máu mà qua thì khả năng cao xanh mộ, đừng buồn. Ok, ném lựu lên, test xem anh em. Uầy, hình như là nó dự bông keo được không nhở? Mình nhớ là ở trên có người mà ta. Số nhau mọi người, qua đây. Ơ, vãi, mấy ông này cứu nhau ghê thế. Còn lại hai đứa này. Uầy, anh em ơi, cơ hội chiến thắng ngày càng tăng cao này. Vãi thật, có đúng hai đứa luôn. Ghê đấy. Các ông bắt đầu làm tôi thế nể rồi đấy. Rồi nha anh em. À đây rồi. Vãi hàng. Vào trong luôn cả. Mày này. Ui, vãi. Tí ăn được. Ui, bắn hơi lỗi rồi. Vãi cả trưởng. Không hiểu sao. Ui, ui, ui. Tí chết luôn. Càng vậy. Ui, mấy ông chơi càng như này chết tôi thật luôn đấy. Kiểu pha lúc nãy kia bắn mình xoắn quẩy vãi luôn. Thề mình sợ cực luôn anh em. Ui, căng thật, căng thật, căng thật. Có đúng hai đứa. Làm sao mà cố gắng cứu nốt hai đứa. 10 cứu top 1 thì đúng là ngon lành cành đào. Và không có gì để chê ở đây cả. Nào, ở trong này đúng không nhở? À, thì ra ngay đây à. Thôi xong, chuẩn bị là tới số đi em ơi. Ui, hôm nay là chú tận mạng rồi nhá. Vãi cả hàng. Ui, lúc nãy mình thấy thằng bé gài mình ở trong luôn. Kiểu như là nó biết là nó không ăn được mình luôn đấy. Kinh thật. Xong nó đặt mình trước. Uầy, gặp mấy thanh niên kiểu cao thủ thế này mình lại sợ quá cơ. À kia rồi. Nào. Uầy, 9 sao máu. Bắn ngay vào quả giáp chống nổ của nó. Phêu thế anh em. Ok ok, chúng ta có nhiều băng kem mà lại. Còn 3 trái này. Xem như nào, thằng bé ở đâu. Công qua vả nó luôn. Alo alo bạn ơi. À kia. Tưởng gì cơ, đứng đây á. Thôi xong rồi. Thanh niên này tuổi gì? Úi dồi, vỡ đầu. Yes, ngon lành, bỏ da anh em. Và ăn mừng thôi nào. Wow. Anh em ơi, hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Và bye bye anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.